V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1855 990 -9000. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Học liệu châu Á United Healthcare tọa lạc tại Sài Gòn Houston Plaza cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về Medicare. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 18668689009. Mùa thuế đã đến, hãy liên lạc ngay VIP Consultants là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ về thuế, hưu trí và đầu tư Điện thoại 8336336969. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV cũng như các thính giả của Việt Radio Đây là chương trình chào bình minh với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Học Bảo Good Morning Quen Thưa chào anh Bảo, chào anh Phụ kiện và Phạm Cơ Xin chào quý vị khán thính giả của Chào Bình Minh Phụ Kiệp kính chào quý khán thính giả Chào anh Bảo và anh Cơ Vâng, kính thưa quý vị Như thường lệ chúng tôi xin được bắt đầu bằng tóm lược Một số tin chính của sáng ngày hôm nay Trước khi đi vào phần tin chi tiết Thì tình hình chích ngừa tại Hoa Kỳ Tính cho đến hết ngày hôm qua 29 tháng 3 2021 Tổng giám đốc của cơ quan CDC lo ngại Vì số lây nhiễm bệnh COVID-19 gia tăng số người chết gia tăng và số nhập viện cũng gia tăng tại Hoa Kỳ. Tổng thống Biden cho biết là 90% người lớn của Mỹ có thể được chích thuốc ngừa từ đây cho đến 19 tây tháng 4. Trong hai nghiên cứu liên quan đến chích ngừa với hai loại thuốc uh, Moderna và Pfizer, Canada ngưng sử dụng thuốc AstraZeneca cho người dưới 55 tuổi vì lo ngại biến chứng đông máu hay uh, xảy ra uh, ở cái lưới tuổi này. Nước Anh bắt đầu uh, đợt thứ nhất tháo gỡ cách ly các môn thể dục và thể thao ngoài trời được bắt đầu. Và nước Anh cũng huy động uh, chế tạo thuốc chủng mới sau khi bị kẹt uh, ở bên uh, Ấn Độ và Liên Âu. Tình hình Pháp tệ hại cần phải đóng cửa, giới nghiêm ban đêm không đủ sức uh, nhận, uh, ngăn chặn dịch lan tràn. Thủ tướng Merkel của nước Đức cho rằng cũng phải có sai lầm trước khi À, mọi việc có thể trở nên hoàn hảo. Tàu chở hàng Ever Given đã ra khỏi vùng mắc cạn trên kênh đào Suez. Công ty Southwest Airlines mua thêm 100 phi cơ 737 MAX. Những người theo do Thái giáo đang bị à, kiến đáo trục xuất tại Yemen. Số văn phòng bỏ trống tại thành phố New York à, lên đến 16.4% và ở San Francisco thì lên đến 20%. Hoa Kỳ hủy bỏ mọi giao dịch thương mại với Myanmar sau khi lộn xộn gia tăng vào cuối tuần vừa qua tại đây. Tin Việt Nam thì xét xử việc xét xử nam tiếp viên làm lây lan COVID-19 ở thành phố Sài Gòn là 2 năm tù treo. Dù dịch COVID-19 ở Việt Nam và Mỹ vẫn đang diễn biến phức tạp, Vietnam Airlines cũng như Bamboo Airlines đều tuyên bố lên kế hoạch bay thẳng vào Hoa Kỳ vào cuối năm 2021. Kính thưa quý khán thính giả, bây giờ chúng tôi xin được đi vào phần tin chi tiết thì cái tình hình chích ngừa tại Hoa Kỳ tính cho đến ngày hôm qua 29 tháng 3. Cái con số được chích thì gần đến 150 triệu người nhưng không biết đến khi nào thì người ta mới nói là có cái sự miễn nhiễm cộng đồng. Nhiều nhà khoa học nói là phải chích từ 60 cho đến 80% dân số thì mới được mới đạt được cái mức miễn nhiễm cộng đồng này. À, nghiên cứu ở Israel cho thấy là sau khi chích ngừa Pfizer thì à, từ 12 cho đến 28 ngày thì à, cái sự lây giảm nó lây lan nó giảm xuống 4 lần. Ờ à, từ chung thì cho đến giờ đó thì cái tình hình mà để mà đối phó với lại đại dịch covid ở nước mỹ cũng tương đối là có khá nhiều những cái tiến triển thứ nhất là trong cái bản tin cập nhật về cái tỷ lệ gia tăng về cái thành phần được miễn nhiễm trên toàn nước mỹ cũng như là bị nhiễm và những người bị được trích một liều và những người đã trích đầy đủ hai liều mỗi ngày nó đều nhích tăng lên chút đỉnh tính cho tới ngày hôm qua ở cái bản tin anh cơ cập nhật đó là trên toàn nước Mỹ bây giờ cái số người nhiễm ở cái mức dưới 10%, chỉ có 8.9% mà thôi. Người được trích một liều lên tới 28.2%. Cái tỷ lệ miễn nhiễm cộng đồng trên toàn nước Mỹ bây giờ tăng lên tới 37.1%. Và những người đã trích đủ hai liều là 15.6%. Trong khi đó trong ngày hôm nay cũng có tin là theo như là Tổng thống Biden cho biết là vào ngày 19 tháng 4, tức là trong vòng 3 tuần nữa thôi, thì ông muốn là khoảng 90% dân Mỹ được trích ngừa vào anh cơ. À, không phải ông muốn anh. Ông dự muốn? rằng là cái khi đó là nó được cái con số như vậy. À. Tức là ngày 19 tháng 4 mà 90% người bị được trích ngừa, thì phải nói rằng là là à, không tôi nghĩ rằng là có thể đạt được bởi vì họ căn cứ vào những cái biến chuyện hàng ngày và những con số thống kê hàng ngày và có thể nói được như vậy Uh, nhưng mà phục chọn thì mình không có biết được bởi vì vậy ba tuần chứ không phải không tại vì mình thấy ngày 19 nó gần nhưng mà hôm nay là mới là ngày 29 thôi và tháng 3 có tới ha, 31 ngày rồi thành ra 19 cộng với 2 là ba tuần nữa là 21 ngày cho nên 3 tuần cũng lâu và với cái biến chuyện chích ngừa như hiện nay mà người ta thấy nhanh như vậy thì con số đó nó có thể đạt được Thế thì về tính cái her immunity, tức là cái miễn nhiệm cộng đồng để mà có thể không còn lây nữa thì như anh và Bảo nói là từ 60% cho đến 85%. Nhưng mà nói như vậy là nói theo cái người không lây nữa đó, tức là khi mà cái người mà có antibody nó đến cái mức đó là mức lây nhiễm đến mức đó thì hoàn toàn là có thể hết lây nhiễm Ờ, nhưng mà ở đây người ta có cũng có một cái những cái trường hợp mà họ họ thấy như thế này, tức là khi mình chích ngừa đến mức đó thì hết lây nhiễm nhưng mà chúng ta phải cộng vào con số chích ngừa những cái người đang bị lây bệnh bởi vì họ đang miễn nhiễm, họ đã khi mà nó lây xong thì họ không còn lây nữa. Đó là cái điều mà người ta có thể tính vô được cho nên khi chích một liều chỉ có hấm tạo 2 mà thôi. Là có thể có miễn nhiễm cộng đồng đến mức đó là 28 2 nhưng mà nếu ta còng cái người lây nhiễm vào là đến gần 10% thì cái con số lên tới 37.1% Thì phải nói là một con số à, khá lớn à, Ví dụ như tiểu bang Cali Bây giờ đạt được cái miệng nhiệm cộng đồng Lên 38.5% Texas bấm 4.1% New York 39.1% Và Massachusetts 41.8% Là những con số phải nói rằng hết sức là khích lệ Chúng ta cứ nghĩ rằng à, Bây giờ đây Người ta chích một liều đến 28.2% Mà sự lấy nghiệp Chỉ có 8.9% thôi Thì thử hỏi rằng nếu như mà không có là chích ngừa đó thì biết kiếp nào mới đạt được cái hơi immunity và sẽ lấy dài dài như vậy cho đến ngày lùng vài kinh tế và chết luôn bởi vì không thể nào mà có được cái mức mấy nhiễm cộng đồng mà nhanh bằng chích ngừa được cho nên chích ngừa là một biện pháp nhanh nhất và những cái người nào mà sợ không chích ngừa đó thì đó là những người uh, ăn nhờ vào những cái người mà đi chích ngừa bởi vì họ đi chích ngừa thì coi như là vấn đề rất là khó ở đây tức là ai cũng sợ và những cái người mà họ đi trước là bởi vì họ không có sợ thôi chứ còn thuốc dùng thì phải 4 5 năm mới có thể có được nhưng mà bây giờ quý vị thấy có những cái màn trục trặc có những chuyện này chuyện kia là chỉ vì nó quá mới người ta không ứng phó kịp với cái tình hình hiện nay của bệnh dịch cho nên bắt buộc phải làm và do đó khi làm thì phải có trở ngại giống như bà mơ cô bà nói và đến giờ bà vẫn còn hối hận là chúng tôi có một cái lỗi lầm rất lớn chúng tôi thú nhận rồi bây giờ mà hôm nay bà nói rằng là nếu không có lỗi lầm thì không có hoàn thiện dĩ nhiên <laughs> thì <cười> vâng thì cái đó là cái chuyện mà hiện tại của hoa kỳ hiện nay phải nói rằng là cái mức này là một cái mức khá lớn và quốc tế mọi người đều chú trọng vào đó và coi rằng đây là một cái thắng lợi rất lớn của nước mỹ không có lỗi lầm thì không có hoàn thiện dạ vâng, ừ. bởi bác. vậy những người mà có kinh nghiệm khi anh đi xin việc những người có kinh nghiệm hai chục năm, hai mươi năm, ba chục năm dĩ nhiên là được mướn À, hơn là mấy người mới ra trường chả biết gì hết và những người làm mấy chục năm kinh nghiệm thì lương được trả cao hơn là bởi vì họ có kinh nghiệm họ đã sai lầm họ học hỏi họ từ đã những cái kinh quá. nghiệm của họ trải qua biết bao nhiêu chuyện thành ra là cái chuyện đó là cũng là cái chuyện bình thường thôi à, nhưng mà có tại vì sáng hôm nay thì chúng ta nói đến covid 19 thì chúng ta cũng nói là một cái tin nữa là ngày hôm nay trong ngày hôm nay thứ ba thì uh, cơ quan uh, tổ chức y tế thế giới sẽ đưa ra một cái bản báo cáo, thì cái bản báo cáo này NBC à, họ đã lấy được cái bản báo cáo này dài 132 trang, à, trong đó thì họ nói đó là cái virus đó à, nó không có thoát ra từ phòng lab mà nó từ à, động vật Bạn rơi 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 <laughs> ra rồi động vật khác rồi nó lây ra cho người. thì à, cái việc này là Hoa Kỳ phản đối, Hoa Kỳ nói là bằng chứng mà CDC à, mà, mà cơ quan tổ chức y tế thế giới đến thì có thể đã bị phá hủy rồi nó không có và chắc chắn là nó ra Hoa Kỳ nghĩ chắc chắn đây có nghĩa là cái xác suất rất là cao là nó ra từ cái phòng thí nghiệm của vụ ở bên Trung Hoa và hiện tại bây giờ thì người ta hy vọng là Hoa Kỳ hy vọng là sau này sẽ có một cái người nào đó ở Trung Hoa họ xuất đầu lộ diện họ phanh phui họ nói về cái việc này nhưng mà dù gì đi nữa từ phòng thí nghiệm hay từ con dơi hay từ gì thì ông thượng nghị sĩ tom cotton ông này là thuộc đảng cộng hòa của tiểu bang arkansas ông nói là cần phải bắt trung hoa bồi thường cho cái sự bất cẩn này yeah. bồi thường như thế nào trả giá như thế nào bằng tài chánh hay là bằng những cái gì khác thì chúng ta chưa biết nhưng mà cái cái tin này nó đi vô chúng tôi nói luôn tới cái 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 tin này là bởi vì chúng ta đang nói về về covid, -19. đúng rồi nhưng mà cái quan trọng ở đây đó song song với lại cái tài liệu anh bảo mới dẫn chứng từ cái nguồn mà nbc như họ có được một cái bản copy ở trong tay đài fox họ còn trình bày kỹ hơn chúng ta nghe rõ đó, thì mới thấy là cái lập luận của tổ chức y tế thế giới mới là cái cơ quan mà đáng trách nó một cách vắn tắt tức là họ bị tàu cộng thao túng bị trung hoa cộng sản thao túng cái bản báo cáo rất là vòng vo như thế này virus không xuất phát từ phòng lab nhưng mà từ tức là từ con bát chứ không phải là từ phòng Chúng lab dơi, dạ. ok nhưng cũng không mà họ, họ dùng cái chữ vần điệu giống như là một cái bài vè bài thơ bát với lại lab nhưng cũng không loại bỏ khả năng con rơi này, cái con bát này nó xâm hao xâm quát nó xâm nhập vào trong cái lép rồi nó lại bay ra ngoài, nó lây lan. Tức là họ vẫn không chối là có cái yếu tố, có cái phòng lép ở trong cái câu chuyện. Anh Cơ đồng ý không? Nhưng có thể không, dứt khoát là không phải là chúng tôi con người man make virus từ cái phòng lép ở Vũ Hán ra nhưng mà con rơi nó vô đó rồi nó dính rồi nó lại bay ra thì đó là cái cách chối vòng vo vò. và cái quan trọng đó là cái đáng trách là tổ chức y tế thế giới là số 1 sau đó là tới bên phía trung hoa cộng sản Và cái đáng trách nhất là là tổ chức y tế thế giới là tại vì ừ. họ biết rõ ừ. ràng là cái đó ở đâu nhưng dạ. mà họ phải nói theo kiểu người trung hoa vì bị một cái áp lực nào đó mà mình không có biết Chắc được bởi vì họ cố tình họ nói như vậy tức là họ nói với mọi người rằng chúng tôi đang bị áp lực của trung hoa cho nên chúng tôi phải nói như thế nhưng mà chúng tôi không thể nói được khác như thế anh quý vị nên thông cảm cái chuyện này Tôi cho rằng là cái vợ bạn báo cáo của Phong Lép Là một cái chuyện họ đương nhiên Từ khi họ bắt đầu bước chân đi vào Trung Hoa Để mà điều tra cách đây mấy tuần lễ Thì chuyện đó là chuyện rõ ràng là họ đã đi với một cái định kiến sẵn trong đầu Là một cái bài report người Trung Hoa họ đã viết sẵn Người Trung Hoa đến nơi Đi vào phòng Lép thì họ không cần gì hết ảo quần bảo vệ đồ không cần gì hết. <laughs> nhưng mà đi vào chợ là cái nơi mà người Trung Hoa nói rằng con dơi nó ở đó và nó lấy bệnh ra đó thì họ đề phòng rất kỳ mà mặc dù cái chuyện đó nó xảy ra hơn một năm rồi đâu còn gì nữa phải đề phòng nhưng mà đây là người ta đến cách một năm mà người ta nói chuyện xảy ra trước một năm à, thôi xin phép nói với quý vị là phải miệng bàn nấu no tê <laughs> ừ. ở đây dạ. Ừ. Yeah. nói ít hiểu nhiều dạ, yeah, nói ít nhiều dẫn chứng một yeah. cái đoạn trong cái bản báo cáo Tôi xin trích một cái đoạn nghe rất là về luận làm cẩm này. Giả thuyết virus lây trực tiếp từ rơi sang người được cho là có khả năng, code and code có khả năng. Và việc lây nhiễm thông qua là có thể nhưng ít có khả năng xảy ra. Anh thấy cái 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 cái, cái, cái ngôn từ mà cái cách họ dùng cái câu nó y chang giống như mình gọi là trong cái language uh, Uh, là có lo gì đó chúng tôi quên rồi trong những cái văn bản mà về luật rất khó hiểu nếu một người bình thường đọc làm sao mình hiểu được nhưng mà những nhà chuyên môn người ta đọc người ta nhận ra ngay. Anh dạ. điều và tức cười nhất ở đây là những người đó không bị một cái áp lực nào có thể nguy hiểm đến tánh mạng của họ mà họ là nói như vậy à, được. thì mình cái họ gọi là vậy. cái language decoration dạ, không, cái ngôn không ngữ dùng ở dạ. trong cái văn bản language decoration dạ chúng ta thường thường thấy là trong khi trong một cái vụ án mạng thí dụ Đấy. mà giết người súng bắn đạn à, nổ à, rồi cảnh sát tới thì việc đầu tiên của họ là họ rào hết họ rào hết tất cả không cho ai vô hết để làm chi để họ có thể tìm được cái bằng chứng nó rất 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 yeah. là rõ ràng phải rải rào lại hết còn nếu mà bây giờ người này tới người kia tới chạy tới nó làm hỗn loạn và những... năm sau tới chỗ đó <laughs> điều tra <laughs> cuối năm 2019 nó xảy ra nguyên năm 2020 rồi trước Tết âm lịch của 2021 tới đó cách ly 14 ngày đợi dân ở đó đợi uh, những người ở đó ăn Tết xong rồi bắt đầu vô điều tra thì uh, giống như anh cơ nói no table yeah. no table yeah. <laughs> uh, tổng giám đốc của cơ quan uh, CDC thì uh, đang lo ngại vì cái số uh, không những cái số lây nhiễm nó gia tăng cái số chết nó cũng gia tăng và số con người ta nhập viện ở Hoa Kỳ cũng đang gia tăng thì uh, tổng giám đốc CDC đã báo động là ba cái con số gia tăng này nó nó rất là nguy hiểm mặc dù chúng ta chích mặc dù uh, cái diễn tiến chích nó rất là tốt đẹp hai triệu rưỡi một người một ngày hai triệu rưỡi 10 ngày 25 triệu ba chục ngày là tới 75 triệu thì nếu mà chích đều đặn như vậy đó thì chỉ cần có 3 tháng là chích hết hai trăm mấy chục triệu người rồi tới ba trăm mấy chục triệu người ở Hoa Kỳ đó lý do tại sao mà hồi nãy chúng ta nói là ông uh, À, ông uh, Biden cho dạ. Biden tổng thống Joe Biden cho biết là 90, 19 tháng 4. Dạ. 19 tháng 4. mặc như hồi xưa đó là ông nghĩ là tháng 5, dạ. nhưng mà theo cái đà này thì ông nói là có lẽ là tháng 4 nhưng mà cái chuyện nó đang xảy ra hiện tại bây giờ làm cho người ta lên tiếng báo động à, bởi vì người ta có cái khuynh hướng là lơ là ỷ lại. Ỷ lại là có nhiều người chích ngừa quá rồi, có thể là lơ là đi không có không có giữ cái khoảng cách à, cần thiết. Và không có đeo uh, khẩu trang khi ra ngoài Chính xác là như vậy Và đó cũng là cái điều mà ngày hôm qua Cũng xuất hiện ở trong cái buổi mà Họp báo từng trình hàng ngày Của cái nhóm đối phó với lại Covid Của nội các Tổng thống Biden Chính ông Biden ông cũng Cảnh cáo và ông khuyên là các tiểu bang Nên từ từ lại và nên đeo khẩu trang Một trong những cái yếu tố Mà nó làm cho cái mức tăng Trong vòng 3 tuần qua Trong 7 ngày qua đó Là sau cái tuần lễ Spring Break Tức là trong cái bản tin ngày hôm qua dữ liệu của CDC cho biết sau khi nó giao động khoảng 3 cho tới 4 tuần bình thường trung bình là chỉ ở mức 50.000 thôi cho toàn nước Mỹ nhưng mà chỉ trong tuần vừa rồi nó tăng lên tới 63.000 tức là hơn 10.000, 13.000 mấy một phần là ở bên Florida, Miami sau cái vụ mà tụ tập quậy phá 4.000 mấy người bị nhiễm trong ngày hôm qua và có 46 người bị chết. Chưa kể là một thành phần khác, Texas cũng bị là cái nhóm người đi du lịch ở Cancun. Bây giờ đang bị kẹt ở Cancun tại vì sau khi trở lại đã bắt buộc phải test mà dương tính cho nên nó bắt phải lưu lại đó, chờ hết rồi mới cho về. Cali cũng tương tự, nói tóm lại cái thành phần trẻ họ coi trời bằng vung, họ cứ đi ăn chơi vung vít vỏ không ke anh cơ. Thưa anh, cái tôi là nhìn cái bản tin này với một cái có mặt khác. À, tôi thấy rằng là bài diễn và bà, cái bài của bài diễn văn của bà à, tổng giám đốc của CDC nói kể ra những trường hợp hết sức là nguy hiểm tuy nhiên những con số nó rất là nhẹ năm chục ngàn người mà bây giờ tên lên trong tuần lễ mà lên có 10.000 người thôi nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà mà người ta nhấn mạnh là cái con số nhập viện và con số chết có có gia tăng hơn là mấy tuần trước nhưng mà sự gia tăng đó À, không đáng kể và ai cũng thấy rằng là bà bà bà, bà tổng giám đốc CDC không có nói nhưng mà ai cũng thấy rằng đó là nhờ chích ngừa bởi vì nếu bà nói rằng cái này là chích ngừa là quan trọng lắm mọi người phải để ý thì lúc bây giờ người ta không sợ nữa nhưng mà bà không nói đến bà nói rằng trong khi chúng tôi à, tiếp tục chích ngừa thì quý vị nên đề phòng à, mang khẩu trang đừng tụ tập thì điều đó giúp chúng tôi rất nhiều thì rõ ràng là việc chích ngừa nó rất là quan trọng và rất là là ảnh hưởng rất lớn đến cái đại dịch Nó chần được cái đại dịch Thấy trước mắt cho nên Cái vấn đề bà này bà nói thì chúng Hiện tình trúng à, Sự tụ tập có gia tăng là chúng Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện thường lệ Của con người, của thời đại Của mọi cái vấn đề lịch sử Ngày lễ ngày tết tụ tập Tình người, chuyện đó bắt buộc họ phải có Và phải làm, nhưng mà chuyện đó có Có qua ngại, nhưng mà nếu chúng ta đề phòng Thì sự quan ngại đó Nó cũng có thể đi qua được một cách dễ dàng cho nên tôi tôi cho rằng cái bài diễn văn này bà chỉ dòa nạt người ta bên ngoài mà thôi nhưng mà thực tế thì có nhưng phải không nhưng mà nếu mình đề phòng thì tốt hơn nhưng bà không thể nói nhẹ như vậy được cho nên bà phải nói rằng với tư cách của một cái người tôi không nói với tư cách bác sĩ tôi chỉ nói với quý vị qua tư cách một người mẹ một người con trong gia đình một người vợ thì chúng tôi muốn nói rằng quý vị nên đề phòng cho gia đình quý vị đã xịt dạ <laughs> uh, nói nói người ta nên đề phòng thì uh, có lẽ là chúng tôi cũng muốn kể một vài cái câu chuyện thôi đó là tôi đã có uh, nhiều cơ hội để nói chuyện với những người bị bệnh mà nằm ở nhà những người bị bệnh mà phải vô trong bệnh viện thì dĩ nhiên là chúng ta khán giả thính giả ở ngoài thì có rất là nhiều người đã bị bệnh và đã qua khỏi có những người bị bệnh mà không có thể qua được và đã uh, đã mất thì những người mà sống sót trong cái bệnh này thì tất cả họ đều có những cái cái sự khuyên là chúng ta cần phải đề phòng chúng ta không thể nào lơ yeah. là được là bởi vì cái bệnh khi mà bị bệnh rồi mới biết dĩ nhiên cũng có một số người bị bệnh nhưng mà họ bị nhẹ tức là họ mất khú giác họ mất không có cảm giác thì nữa họ bị đau nhức mỏi nhưng mà không có nặng thì rồi họ cũng qua thì mỗi người mỗi, mỗi cơ thể mỗi người khác nhau nhưng mà có những người họ phải quằn quại họ đau đớn họ phải nằm ở nhà và họ phải nằm ở trong phòng rồi người nhà phải mang đồ ăn lên trên cái cửa phòng để đó rồi đi xuống biến mất rồi họ lấy họ lấy đồ ăn họ ra nhưng mà cái khổ nhất là những người ở trong bệnh viện những người việt nam những người việt nam mà ở trong bệnh viện anh tưởng tượng là ở trong đó 3 tuần ở trong đó một tháng những người việt nam nhất là những người lớn tuổi của chúng ta quen ăn cơm quen ăn cá quen ăn thịt cá kho tổ à, thịt bây giờ buổi sáng là trứng buổi trưa là đồ Mỹ buổi tối là đồ Mỹ mà ăn ăn uống họ ở trong đó họ nói là khi mà ở được một tuần rồi đó mà chỉ có đồ ăn Mỹ họ mang vô thôi đó là sau đó họ không muốn ăn nữa họ thèm một cái tô mì mì gói họ thèm được cái hút cái 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 nước phở họ thèm đủ thứ hết nhưng mà và họ thèm sống nữa chứ không phải là chỉ có thèm ăn họ họ không biết là lúc nào chết không có được thăm nuôi không có được bất cứ cái gì mà tiếp tế từ bên ngoài họ họ đau khổ họ nằm ở trong đó thì khi mà chúng ta cảm thấy được cái cái cảm giác như vậy thì chúng ta mới biết là còn chưa bị bệnh còn à, sống ở ngoài thì chúng ta nên đề phòng chúng ta không nên để cho chúng ta bị nhiễm cái bệnh này và chúng ta cũng không muốn khi mà nhiễm bệnh rồi lây lan cho những người khác thì cái đó là 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 những cái gì mà tôi nói chuyện với những người họ đã bị thì Chúng tôi muốn chia sẻ. Tôi, tôi cũng muốn chia sẻ khi uh, trong cái vụ này tức là chúng ta sợ đúng rồi, chúng ta đề phòng đúng rồi. Nhưng mà uh, chúng ta phải nhìn vào cái hy vọng cuối đường hầm, tức là tốt chứ không phải là xấu. Cái điều đó là điều đương nhiên nó phải xảy ra. Nhưng mà chúng ta đừng có sợ quá. Xong rồi, chúng ta sắp sửa đến một cái ngày mai tươi sáng vậy m thôi. Với phần tin tức uh, chúng ta nói đến uh, Covid-19, Coronavirus. À, thì trong hai nghiên cứu liên quan đến chích ngừa với hai loại vắc xin thuốc chủng Moderna và thuốc chủng Pfizer thì hiệu quả của hai loại vắc xin này là 95% trong cái việc tránh lây nhiễm covid 19 nếu chỉ chích mới có một liều thôi thì cái cái hiệu quả của nó là 80%. À, những người vắc xin có thể không bị lây nhiễm nhưng mà họ cũng cần mang khẩu trang vì uh, trong những cái cuộc nghiên cứu không biết là vaccine có thể chống lại những cái biến thể hay không khi mà nói đến biến thể thì uh, chúng tôi thấy một cái tin mới là họ nói là double mutation double mutation tôi không biết uh, muốn dịch là biến thể đôi hay là biến thể tăng gấp hai lần hay như thế nào tại vì tôi không phải là bác sĩ thành tựu tôi không biết khi mà họ nói double mutation nó như thế nào nhưng mà À, chúng ta biết là cái hệ thống phòng thủ của chúng ta ở trong con người của cha, chúng ta có thể không nhận biết được cái sự tấn công của cái virus là bởi vì nó đã biến thể, nó biến thể đôi nó biến thể hai lần luôn. Dạ, yeah, biến thể hai lần không có thể biết để có thể phản kháng và nếu mà không phản kháng được thì thì bị thua. Thì cái double mutation này nó mới bắt đầu nó mới chớm ra ở bên Ấn Độ thì uh, nó chưa có nhiều, con số nó không có nhiều nhưng mà nó làm cho những cái bác sĩ rất là lo ngại và người ta nghiên cứu thì người ta đặt tên hai cái tên khoa học của double của cái mutation này là E484Q và L452R thì đây là cái 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 tin mới nhất về biến thể không những biến thể một mà nó gọi là double mutation à, phải thay đổi để mà sống anh vũ Kiểm. <laughs> cái gì gọi là kép cũng sợ hết nếu Việt Nam họ gọi là biến thể kép, <laughs> bão kép, <laughs> bão nối bão Nhưng mà trở lại cái hai loại vaccine này anh cơ, cái này quan trọng Tại vì trong cái dư luận của cộng đồng Việt Nam đó, từ Cali cho tới Houston Tôi nghe được và nhiều người cũng hỏi Và nhiều người người ta e rè khi mà họ chích Moderna, họ chỉ chờ chích Pfizer mà thôi cái lý do à. đầu tiên đó là có một cái vị y tá 50 tuổi học 60 tuổi bị trích liều vô xong rồi bị biến chứng bị qua đời. Thế thì Moderna và Pfizer cái nào trích hai mũi và cái nào chỉ một mũi? Cái nào cũng hai mũi? Cái nào hai mũi dạ. hết. Dạ. Em Mà... mua đa thì nó tới 4 tuần Yeah. còn cái thằng Pfizer nó chỉ có 3 tuần thôi Mà quý vị muốn nhớ rằng là cái nào 3 tuần 4 tuần thì quý vị chỉ nhớ là, là chỉ Pfizer nó cần... cái, cái cái số chữ nó ngắn hơn số chữ Moderna thằng thì nó Johnson, chỉ có 3 Johnson, tuần Johnson thôi là, là <laughs> chỉ có một mũi, mũi, mũi thôi okay. yeah. nhưng mà yeah. nó như thế này uh, CDC họ làm uh, tổ chức NIH của Hoa Kỳ đó về bảo vệ sức khỏe đó họ làm hai cái thí nghiệm rất là quan trọng mà hay thứ nhất là họ coi như các cái y tá tuyến đầu các cái người bác sĩ nhân viên y tế tuyến đầu thì họ lấy một số người họ, họ chia ra hai trường hợp trường hợp tiên họ chích đầu tiên hết xong rồi bốn tuần sau hay là tám tuần sau thì họ mới chích cái liều thứ hai thì họ xem hai loại người đó nó khác nhau làm sao thì họ thấy rằng cái đầu tiên chích một mũi thôi là đã hiệu lực tới tám phần trăm à, tới là cũng là uh, bốn cho tới tám phần trăm. rồi cái lần thứ hai đó thì nó hiệu lực lên tới chín phần hoàn toàn tức là tuyệt định của nó là hai liều còn một liều thì nó cũng cũng có nhưng mà cũng khá Nhưng mà nếu có thể không có được hai Mà quý vị không chích được đó thì quý vị cũng đừng sợ Nó cũng không có đỉnh nội nào Nhưng mà hai liều thì tốt hơn Đó là cái thí nghiệm họ nhìn trên các cái người y tá Cái thứ hai họ làm tới 12.000 sinh viên đại học 12.000 sinh viên đại học là những người mà họ dễ bảo vì họ tập trung một chỗ thành ra họ làm cái thí nghiệm này rất là hay thí nghiệm đầu tiên hết là họ cũng chích y như vậy nhưng mà họ chích họ quan trọng là lấy hay không lấy cho nên họ mới lấy những người này phải làm cái báo cáo rằng là có bao nhiêu người bạn bao nhiêu người bao nhiêu kia thì họ mới theo dõi với cái người bạn mà tiếp xúc ở chung phòng hoặc là này nọ kia khác thì xem những người đó nó có lây hay không lây thì rõ ràng họ thấy rằng là nó có những người đã chích ngừa rồi mà tiếp xúc gần cũng có thể uh, bị bị lây bệnh hoặc là đi lây ở đâu đó về thì những người đó có lây nhưng mà chỉ lây trên cái thí nghiệm thôi Tức là khi mình voi mũi ra thì mình mới thấy nó có virus Chứ còn người đó không có tiêu chứng gì hết Cho nên họ mới kết luận rằng cái vấn đề mang khẩu trang là quan trọng là vì vậy Quý vị chích ngừa rồi Con virus nó chưa vào trong máu quý vị Thì quý vị cũng chưa có lây bệnh Nhưng mà quý vị có con virus trong bụi Và ngày ngày nọ ngày kia nó đi vào trong máu thì nó sẽ bị tiêu diệt Nhưng mà khi mà nó nằm trong bụi quý vị nó vẫn nằm yên ở đó Thì quý vị lấy cho người khác khi quý vị hắt xì Quý vị thơ thì nó lấy cho người khác thì đó là cái vấn đề họ đặt ra tại sao phải mang khẩu trang cho nên cái cái thí nghiệm thứ hai này trên 12.000 người, 12.000 người là một con số rất là lớn và họ làm được là chỉ vì nước Mỹ nó quá lớn và họ có tiền, họ có đầy đủ nhân viên để mà đi thu thập kết quả thành ra cái cái thí nghiệm này là một cái thí nghiệm mà tôi cho rằng là hay nhất trong cái vấn đề mà đối phó với dịch tệ, tức là họ chứng minh được rằng con người ta khi mà chết ngừa rồi vẫn có thể lây lan nhưng mà không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ nhưng mà không có không có lấy hơn nữa tức là vô trong máu là sẽ bị anti body của cái thuốc ngừa nó diệt liền nhưng mà nếu ở ngoài trong cơ thể hốc mũi hốc mắt nước miệng rồi nó vẫn còn và có thể làm lây thành ra đỏ là vấn đề mà họ khuyên nên mang khẩu trang là vì vì vậy cái đó là rất quan trọng dạ, cho cho tôi hỏi lại cái này để để xem cái anh giải thích để uh, chúng ta có thể hiểu rõ dạ vâng. là khán thính giả có thể hiểu rõ không khi người ta nói là Uh, chích mũi đầu tiên thì mình nói là 80%. Dạ vâng. Uh, chích mũi thứ nhì là 90%. Dạ vâng. Thì có phải có phải cái này là đúng hay là sai anh cho biết là đúng hay là sai. Tức là nếu mà tôi làm một cuộc thí nghiệm, tôi lấy 100 người. Tôi chích cho tất cả những người này, 100 người này tôi chích mũi đầu tiên. Thì sau đó mình test thử xem mấy người này thì trong đó có phải là 80% sẽ không bị lây lan tức là lây cho họ đó. Còn 20% kia vẫn bị virus vô và họ vẫn bị bệnh như thường. Nhưng rồi tới mũi thứ hai thì chích hết được mũi thứ hai rồi thì trong 100 người đó 90 người sẽ không bao giờ bị bệnh coronavirus hay không bao giờ cho tới giai đoạn này. Rồi còn 10 người thì họ vẫn bị bệnh như thường thì, thì có đúng không? Cái đó hay là 90 phần lây lan 90% là lây là người ta nói hiệu nghiệm 90% hiệu quả 90% là 90% không lây lan cho người khác hay là 90% trăm vâng. đó họ sẽ không bị uh, họ 90% đó họ được miễn nhiễm còn 10% chích hai mũi rồi vẫn bị lây như thường lây là lây cho họ đó dạ chứ vâng, lây dạ cho vâng. bây giờ nói như thế này nó trong các cái con số mà báo cáo về chích ngừa họ có hai con số lần thứ nhất là con số gọi là 80% hiệu lực đối với triệu chứng anh phải nhớ hiệu lực đối với triệu chứng tức là 80% cái người mà chích rồi đó một mũi hoặc là hai mũi thì 80% có triệu chứng hiệu lực đối với triệu chứng tức là 80% người đó sẽ không có triệu chứng 20% người còn lại là vẫn có triệu chứng tức là họ vẫn bị đi ở, có triệu chứng vẫn bị lây nhiễm còn 80% bên kia là hoàn toàn chậm cự không có không có triệu chứng rồi đó là cái chữ mà 80% có hiệu hiệu chứng và câu thứ hai là 99 tới 100 hiệu lực hoàn toàn à, không phải chín phần trăm cho đến một trăm phần trăm chín mươi chín đến một trăm phần là không nhập viện không không chết tức là những người đó mà có hai mũi rồi thì không bị nhập viện vì corona virus không bị chết vì corona virus một cách chắc chắn chín mươi chín cho tới một trăm phần trăm chỉ còn một phần là bị mà thôi bị có nghĩa là vẫn bị cảm bị sổ mũi bị cái không cái bây giờ bây giờ cái chuyện đó không nói nữa bây giờ chỉ nói chuyện nhập viện vậy thôi họ có thể bị cảm bị sổ mũi nhưng mà họ không có nhập viện họ không có triệu chứng mà họ không có chết vì vì coronavirus họ hoàn toàn nghĩa là không có thể chết vì bị xe tông nhưng mà không chết vì coronavirus đó là điều chắc chắn cho nên khi nào họ cũng nói hai con số chứ không họ không nói một con số khi họ nói con số nhỏ đó tám phần trăm tức là chỉ có triệu chứng thôi nhưng mà không chết không được phun vô bệnh viện bởi vì 90% là không có bệnh viện à 99% là không có bệnh viện không chết cho nên hai con số đó nó hoàn toàn nó khác nhau. Yeah. Còn yeah. vấn đề mà người ta không chích mua việt Nam mà người ta muốn chích Pfizer vì người ta sợ có những người bị uh, bị bệnh bị là những cái áp là bị những cái chuyện side effect. Side effect mà chết thì chuyện đó là họ không nên tắm trong phòng tắm bởi vì cái xác xuất chết tắm chết chìm trong phòng tắm là tới một phần bao nhiêu tỷ lần thì mình sợ mình đừng tắm phòng tắm thì cái, cái, cái kia mình không vẫn chính trị mình, sợ như vậy mà thôi nó vô lý bởi vì cái tỷ lệ mà chết vì chính ngơ đó nó là một trên cả triệu lận là... cái, cái không có thể rất, nào mà rất là, rất, rất là là nhỏ. mình đừng lái xe nếu mình, 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 sợ chết vì tai nạn xe cộ mình không nên lái xe không nên ra đường ta sẽ cũng giống, giống như những người mà sợ máy bay bị rớt thì đừng đi. Yeah. <laughs> Nhưng mà chúng ta nói về... Anh làm phát ngôn viên cho Biden để kêu gọi người ta trích ngừa được đó. Một người, anh biết không? Một người mà ở trên máy bay. Khi ở trên máy bay đó thì cái người đó, người ta bảo phi cơ sắp rơi rồi. Thế bà đó, bà, bà cội hết áo quần ra. Người ta hỏi rồi, Ủa sao sao chị làm như vậy? Bà nó không. Tại vì tôi nhớ rằng mỗi lần mà mà máy bay rơi là người ta đi cứu trước những người mà bị người đó còn sống đó mà không mà họ không như cái họ thấy ai chết không cứu nhưng mà họ tìm cái hộp đen. <laughs> <laughs> rồi làm phát ngôn viên cho hãng máy bay luôn kiếm luôn hai chiếc bánh cơm tiền lò tiền của hộp đen Thành ra bắt đầu bắt cô ăn cũng đẹp chạy rồi đánh cơ mà đá những cái trái banh là không có đỡ được chúng tôi không có đỡ mấy cái trái banh đó chúng ta qua nói về cái tin ở bên Canada Canada ngừng sử dụng cái thuốc đó, chích người AstraZeneca cho những người dưới 55 tuổi vì họ lo ngại là có cái biến chứng đông máu hay xảy ra ở cái lứa tuổi này thì một lần nữa chúng ta nói lại cái chuyện biến chứng cái chuyện mà nó có những gì nó xảy ra cho những người chích ngừa nó, nó nó ít lắm nó không gọi là không đáng kể số người mà chết vì đụng xe ở ngoài đường mỗi ngày nó nhiều hơn là những cái người mà chết vì chích ngừa nhiều nhiều hơn gấp bao nhiêu lần anh đã là cái chuyện mà chích ngừa À, thì chúng ta nếu mà có bị biến chứng chết chết người thì nó cũng là dĩ nhiên trong mọi lĩnh vực cái rủi ro của nó nó đều có cái tỷ lệ chấp nhận được hoặc là không chứ không có cái gì hoàn toàn và tuyệt đối ở trên thế gian này hết cả nhưng mà trở lại với astrazeneca fda của mỹ approver đã chưa okay. thì đó là vấn đề vâng cái trường à. vấn đề ở đây cái bản tin này sợ gì mà tôi đưa ra là để cho quý vị khỏi phải thắc mắc vì đằng nào quý vị sẽ thắc mắc tại sao châu âu nó cho chết người già 55 tuổi mà Canada không cho chết người già 55 tuổi mà chết cho người mà dưới 55 tuổi 50 tuổi Hai cái đó nó khác nhau Bên bên Âu Châu họ không cho chết những người trên 50 tuổi là Vì họ ghét hàng ăn lê Và họ muốn chơi sọ hàng ăn lê Cho nên họ nói rằng là Cái tỷ lệ những cái người mà Khi chích vào giai đoạn 3 Thái ổ clinic Tức là chết thực tế giai đoạn 3 Thì cái tỷ lệ người đó chỉ có 660 người Trên 3 hai nó quá nhỏ họ không tin cái, cái, con số đó cho nên họ không cho chích trên người già chích người trẻ thôi còn bên Canada chỉ chích người trẻ mà không chích người già là tại vì cái tỷ lệ trong số người trẻ mà bị đông máu đó vì corona rất là nhiều và người già họ không có cho nên là chích người già họ nếu ai mà sợ đông máu thì chỉ có người già nên chích cửa à sao cho người trẻ không nên chích hai cái đó nó ngược nhau ghê lắm thật ra vì nó xuất xứ từ hai cái cuộc nghiên cứu nó khác hẳn nhau cho nên mỗi nước họ đưa ra một cái chuyện chích ngừa nó khác nhau Cho nên mình sẽ rối loạn Và khi mình không nắm vững đó, thì mình rối loạn Mình ủa tại sao cái này, rồi ủa tại sao cái kia Thành ra đây là để giải thích cái chuyện mà Tại sao mà Âu Châu không cho chích người già Mà Canada lại chích cho người già mà không chích người trẻ Của AstraZeneca yeah. Dạ vâng, à, hồi nãy chúng ta không biết có nói sơ về cái việc tiểu bang Texas Texas sẽ yeah. cho bắt đầu chích ngừa cho những ai trên 16 tuổi ở cuối tuần này tức là xạ láng rồi đó dạ. Yeah. nghe thì nó rất hay nhưng mà người ta mang tới một cái <laughs> cái một cái điều khác nữa mà người ta muốn nói đó là thứ nhất là những người nào mà không có xe để đi tới chỗ chích ngừa những người nào mà không biết register online tức là những người ghi danh ở trên máy làm sao bây giờ nếu mà không có iphone không có ipad không có computer những người già sống ở trong những cái chỗ mà rất là nghèo mà chúng ta nếu mà phải tới những cái khu ở ở Mỹ ở Hoa Kỳ đàng hoàng nó cũng giống có những cái khu giống như người ta gọi là khu ẩu chuột ở bên Ấn Độ tức là nhà của họ chẳng có gì hết có có cái tivi là cùng xe họ không có họ phải đi xe bus thì làm thế nào mà những người đó có thể ghi danh bằng máy vi tính họ không biết xài máy vi tính những người lớn tuổi những người già họ không biết xài máy vi tính họ nghèo không phải là già lắm nhưng mà gọi là trên trung niên một chút xíu năm 60 tuổi ở việc làm không có sống nhờ welfare food stamp sống nhờ trợ cấp của chính phủ và cái con số người đó rất là nhiều ở trong ở chợ trong cái tiểu bang Texas tiểu bang thì uh, làm thế nào để có thể chích được cho những người đó đó là một cái câu hỏi mà người ta đặt ra nhưng mà đó là cái chúng ta nói tới cái 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 điểm điểm uh, tiêu cực bây giờ chúng ta nói đến cái 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 hay thì nếu mà bắt đầu À, cho chích những người trên 16 tuổi thì đây là một cái tin mừng và hy vọng là uh... là 19 tháng 4, <laughs> à, 19 tháng 4 <laughs> em bắt đầu từ ngày hôm qua từ tuần trước bộ y tế của tiểu bang đã loan báo rồi bắt đầu trong mỗi tuần thì tiểu bang đã ký được một cái cam kết từ thời của tổng thống Trump cung cấp phân phối cho Texas đó, là mỗi tuần như vậy một triệu liều cung cấp cho toàn 542 toàn quận của của từ bang và bắt đầu từ ngày 29 ngày hôm qua. Ngày hôm nay có tin vui hơn tức là 16 tuổi thì sẽ được trích. Mà bây giờ nếu tiếp tục vẫn giữ cái NIG mỗi ngày trích được 6.000 người tới đó thì cái <laughs> cái tiến trình nó rất là tốt. Còn riêng về cái chuyện mà trích cho những thành phần như anh Bảo nói đó thì Bộ Y tế bắt buộc là phải có một cái sáng kiến mới mới có thể giúp được. Và trong cái bản tin này cũng có một cái thống kê cho thấy không có quá khắt khe đối với là những người ở ngoài tiểu bang nếu tới Texas cũng vẫn được cho phép trích không có cần phải đòi hỏi giấy tờ nhiều khê gì hết cả. Phát ngôn viên của cơ quan y tế Texas cho biết ông Chris Dixon đó là khoảng 1% những người ngoài tiểu bang được trích vaccine khi mà tới Texas rồi. Dạ, vâng thì à, trong cái chỗ này sở dĩ họ nói rằng là những người không có xe và những người mà không có register được online thì rất là khó chứ cái đó rất là đúng bởi vì cái chỗ mà chính nhiều nhất là cái sân vận động lái xe đi qua nếu quý vị không biết lái xe thì quý vị không thể đi chích được nhưng mà quý vị có thể kéo tài xế quý vị uh, con cái nó lái xe cho quý vị đi ngồi trên đó để để vào chích là cũng rất là dễ dàng nhưng mà vấn đề là hiện nay là khi mà họ phá rào bắt đầu 16 tuổi thì cái cái sổ mà ghi danh bây giờ anh biết computer biết internet hay không cũng không cục giống nhau thôi bởi vì nó rất là đông và rất là khó và rất là chậm thành ra quý vị cứ làm hoài thì lâu lâu nó trúng số tức là computer nó lâu lâu rạch quý vị lọt vào được còn không là nó đóng là vì nó sập hay là nó không vô được nữa thì phải ngày mai hoặc là ba bốn giờ sáng có thể vô được anh đâu quý vị cái đó thì cũng dễ thôi và vạ lại quý vị đừng có lo quá bởi vì khi người ta chích người nhiều rồi người ta là hàng rào phòng thủ của quý vị quý vị ở nhà yên chỉ tới ngày chót cũng sao hết đừng có sợ bởi vì họ đã chích nhiều rồi bây giờ nó lây vô cùng nhưng mà hàng rào xung quanh mình là toàn là những cái tên chích rồi những cái tên đó nó làm kệ sĩ không công giúp cho quý vị thoát nạn quý vị đừng có sợ Dạ. Yeah. Tôi sở dĩ tôi nói tới những cái đó là tôi sẽ cũng muốn muốn đá thêm một chút xíu nữa nhưng mà cái này đó là chúng ta không nói vào hôm nay mà tôi biết là trong những ngày tháng tới chúng ta sẽ nói cái việc này à, tùy theo quan điểm của mỗi người thôi thì bây giờ nói tới là những cái tiểu bang của cộng hòa những người nghèo những người không có xe những người không có phương tiện để đi bầu mặc dù những người đó là những người có quốc tịch nhưng mà họ không có thể lái xe tới phòng phiếu thì đó là những người chúng ta nghĩ là kệ họ không có cần tới nữa hay là chúng ta nghĩ là cần phải bảo vệ cái quyền tự do đi bầu của họ à, thì cái đó là trong những ngày tháng tới chúng ta sẽ thấy cái chuyện mà à, tiểu bang Texas cũng như những cái tiểu bang khác mà họ sẽ ra cái luật để gọi là à, muốn đi bầu thì phải hội đủ một số điều kiện còn anh không có xe à, tới cái chỗ đi bầu cái đó là chuyện của anh à, những người nào mà giúp <laughs> cho những người khác bầu thì có thể bị tội thì cái đó lại nó lại là một cái chuyện khác nữa rồi nhưng mà cái đó nó chưa xảy ra nhưng mà thưa người anh, ta đã nói tới cái vụ đó rồi. Thứ anh tôi cho là trong cái vụ này mà họ nói chuyện không có xe thì tôi nghĩ rằng là họ không không muốn nói chuyện đó họ nói nói là anh không có bằng lái xe tức là anh không có cái thẻ ID có hình, dạ <laughs> yeah, chứ họ chứ tôi không nghĩ rằng họ miss là anh cần cái xe, <laughs> tại ừ. vì anh không có thẻ kiểm tra có hình, bởi vì thường thường bằng lái xe nó có hình, họ yeah. trẻ họ có cái yeah. uh, cái, cái ID, cái ai xe. ai cũng có thể làm ID bằng lái xe, yeah. à, bằng lái xe xong rồi cái 4 năm họ phải renew, dạ yeah. uh, nhưng mà họ lại không renew tại vì họ nghèo họ không có xe họ đi xe bus thì họ đâu cần làm, wow. làm cái gì. tôi thấy cái nỗ lực mà về lĩnh vực y tế để trích cho những cái thành phần như mình đang nói đó yeah. thiếu phương tiện chuyên trở đó không có đắc lực bằng đi bầu có những nơi <laughs> họ thuê xe bao tới chở những người đó tới tận phòng phiếu để đi bầu tức là họ coi trọng cái việc cái lá phiếu để dồn phiếu cho một đảng nào đó tôi không nói con voi con lửa nhưng mà cái nỗ lực Họ coi trọng cái chuyện đó hơn là bây giờ đi cứu người. Tại sao cái đó người ta đã có sáng kiến trước như vậy? Bây giờ Bộ Y tế tiểu bang Texas nhìn thấy ok thành phần đó chưa được trích ngừa bởi vì họ bị phương tiện ngặt nghèo sống thiếu túng như vậy. Bỏ tiền ra thuê đi. Thưa tiểu anh, bang có ngân sách để làm chuyện đó. Thưa anh tôi không xin không? phép đứng về phía à. chính phủ để binh vực cho chính phủ một chút. là Trong cái chuyện mà anh trích ngừa đó. Uh, nhiều tiểu bang họ đã cho những cái đoàn chích ngừa lưu động đến tầng khu nhà nghèo khu ổ chuột để mà làm cho nên ở tiểu bang Texas là vì hiện nay nó quá đông đi và cái số người họ lo chung uh, chưa hết cho nên họ chưa lo đến cái số nhỏ rồi đến ngày đó thì tất cả mọi người sẽ lo anh uh, buộc tội chính phủ như vậy là hơi sớm giờ yeah. <laughs> còn 3 phút nữa thì cũng còn một số tin để nói tôi không biết là các anh muốn nói tin gì nhưng mà tôi muốn nói một cái tin là những cái văn phòng À, bỏ trống ở thành phố New York, à, New York City à, và ở bên San Francisco nó lên à, tới 20%. Bây giờ sau cái đại dịch rồi người ta mới thấy là à không phải là nhân viên phải bắt buộc tới văn phòng làm việc, họ vẫn có thể làm việc tại nhà. Yeah. À, bây giờ nói chuyện là ba chúng ta nếu mà à, tài chánh cho phép chúng ta có thể ở nhà, chúng ta để cái máy computer chúng ta đọc tin và vẫn chiếu trên tivi được và uh, vẫn là phát trên radio được tại sao ba người chúng ta phải vô trong đây anh uh, là uh, 4 5 giờ sáng uh, vô trong đây rồi soạn tin rồi ngồi để nói chuyện với nhau mà đài phải trả tiền mướn cái office này nữa cái studio này nữa rồi nhân viên tiền bảo uh, chí rồi nhân viên tính. ở văn phòng thí dụ chúng yeah. tôi nói là công ty điện là V247 bây giờ có mấy chục nhân viên họ phải vô văn phòng họ ngồi để họ trả lời khách hàng gọi tới hỏi ồ oh, Uh, tôi khoan, khoan trả tiền cho tôi trả thiếu được không? ồ oh, tôi muốn ghi danh điện thì bây giờ họ tất cả những người đó họ vẫn có thể làm việc ở nhà không Đúng có nè. cần gì mà phải vô văn phòng làm chi cho nó 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 cực làm việc ở nhà làm sao để biết họ có làm việc ở nhà hay không thì họ ngồi trước cái máy tính họ login tức là hệ thống kiểm soát IT những những người làm việc về uh, computer sẽ có job rất là nhiều là ông sếp ở văn phòng ông có thể nhìn qua cái máy và ông thấy là hai chục người này đã login những người nào mà đi ra khỏi cái ghế đó mà 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 không có nói thì cái máy nhìn vô và họ máy nó sẽ nói, báo à, báo oh cái người này không có mặt ở, ở cái bàn gà lâu rồi lâu rồi, nhà. Lông Lông rồi, rồi. không phải là không đúng mới đúng không đúng phải mới đi ra xuống report worker cho biết đó là đúng. cái sáng kiến hay Stay home work xếp tại Thưa vì nó vẫn còn Sắp cao. đến giờ rồi tôi xin phép được gắt người để đi rất nhanh chỗ này đại dịch nó đưa tới một cái tầm quan trọng mới của sức làm việc normal. một sức tầm quan trọng mới và một cái new new normal mới tức là bây giờ đây họ prefer work online ở nhà bởi vì họ sẽ không mất nhân viên ví dụ như tôi ở đây mà hay là tôi ở New York tôi vẫn làm việc được như ở đây tại vì tôi làm online ở nhà thành ra, tương lai nó sẽ là như thế bây giờ đây mọi việc đều quá mới và Google thấy trước cái chuyện đó trong khi công office ở New York và ở San Francisco bớt đi 20% Thì ở Google tăng lên 19% ngân sách để có thể thuê thêm phòng Bởi vì họ biết rằng tương lai là họ sẽ cần làm nhiều software nữa Để phục vụ những người như các anh vừa nói Thanh đây đừng có no có đạn với nhà nước no yeah, Thưa anh <laughs> Chúng ta thấy là những cái ngành nào mà có thể làm việc tại nhà bây giờ khi mà anh bị mà anh anh muốn ly dị. Ok, anh chạy tới văn phòng luật sư, anh ngồi và luật sư nắm lấy tay anh nói là đừng có lo, tôi sẽ lo, Tôi đừng thích no. nắm tay tôi sẽ lo, dạ. no. à, không phải nắm tay đàn bà, nắm tay đàn ông Dạ, thì bởi Còn, vậy, anh, 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 tay, tôi nghe tôi này, nắm tay là tôi giật mình Anh bị bệnh, anh tới văn phòng bác sĩ và bác sĩ nói là ông đừng có lo, chúng tôi sẽ tận tâm, chúng tôi sẽ cứu cho anh thoát khỏi cái bệnh này, nhiều người bị lắm rồi thì bây giờ nếu mà mình ngồi ở trên cái máy computer mình nói chuyện với người luật sư của mình hay mình ngồi trên cái máy vi tính của mình mình nhìn qua màn hình mình khai bệnh với lại bác sĩ cái chuyện nó đang xảy ra. Dạ yeah, đang xảy đang ra. Dạ yeah, đúng như vậy. Thì cái cảm giác của cái người bệnh nó an toàn hơn hay không hay cảm giác của người đi tới luật sư nó cảm thấy thoải mái hơn không hay là cần phải có cái human touch một cái đụng chạm và một cái nhìn cái nét mặt mà gần gũi nhau để nói chuyện thì nó nó tốt hơn. Thưa anh, hiếu mến tớ chỉ là cái chuyện bây giờ Tương lai sẽ không còn hiếu nữa Tương lai sẽ là gì? Tương lai sẽ là anh quen hay không quen Bây giờ anh đi khám bác sĩ như cái thời kỳ đại dịch Anh vô bác sĩ nó làm ông bác sĩ đi bốn chân Tức là tại vì cho chắc cái máy điện toán mà Nó chạy bằng như con chó vậy đó Nó đến nơi trước mặt có cái bàn hình Ông bác sĩ gọi là Hi how are you? Chúng tôi muốn lấy uh, áp suất quý vị Quý vị có đưa bằng tay bỏ ở đây thì nó cho biết áp suất bao nhiêu Tức là họ vẫn nói chuyện với nhau được nhưng mà qua màn hình thôi Và họ làm mọi chuyện Thì cả tất cả chỉ là thôi quen anh ơi Khi anh lấy vợ về bước đầu tiên Nó rất là khó và không quen Thì anh sống mấy chục năm Lúc cuối đời anh vẫn muốn với vợ anh là viên quen rồi Dạ yeah. là lâu rồi đời mình cũng sao Dạ <laughs> <nhà> dịch 7 <laughs> 7 giờ 55 phút đến đây Chúng tôi bắt Ông là người bạn. ông dịch tin mà ông già rồi thì gọi là già dịch chứ gọi <laughs> là, là gì <laughs> Xin trân uh, trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và Xin hẹn lại với quý vị vào sáng ngày mai cũng từ bây giờ 8 giờ V247 Power Công ty điện của người Việt Nam Với giá thấp với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt Hãy gọi ngay 1855 990 9000 Vinashop 1855 855 5888 1855 855 5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1855 855 5888